Chào các bạn, ở video này thì cô xin được giới thiệu một cái học môn nữa trong chương trình Dược lý 2 phần học môn, đó là học môn sinh dục. Thì bao gồm có học môn sinh dục nam và học môn sinh dục nữ. Thì đầu tiên cô xin được giới thiệu bức tranh tổng quát về quá trình bài tiết học môn sinh dục nam nữ và các học môn mà ảnh hưởng lên quá trình bài tiết. Thì đầu tiên là vùng dưới đồi, nó sẽ sản xuất ra FSHRF hay là LHRF. Thì người ta hay gọi chung hai cái chất này là GnRH. Thì học môn ở vùng dưới đồi này sẽ tác động lên tuyến yên, làm tuyến yên sản xuất ra FSH và LH. Thì FSH và LH thì đều có tác động lên cơ quan sinh dục nam cũng như là cơ quan sinh dục nữ, để cho ra những cái tác động và hoặc là tạo ra những cái học môn khác nhau và cho ra những cái đáp ứng ở tế bào đít. Ví dụ FSH do tuyến yên tiết ra thì sẽ tác động lên ống sinh tinh ở tinh hoàn nam, thì giúp cho quá trình tạo tinh trùng, làm cho tinh trùng trưởng thành. Hoặc là LH thì sẽ tác động lên tế bào Leydig và nó sẽ tạo ra testosterone, và testosterone thì sẽ duy trì các đặc tính sinh dục thứ phát của nam, đồng thời testosterone cũng giúp cho quá trình trưởng thành của tinh trùng. Còn FSH do tuyến yên tiết ra thì sẽ tác động lên buồng trứng ở nữ, làm trưởng thành loãng nang, và cái loãng nang này nó sẽ sản xuất ra estrogen. Hoặc là LH sẽ kích hoạt làm cho quá trình rụng trứng sẽ xảy ra, hay là gọi là quá trình phóng loãng á, và sẽ chuyển thành giai đoạn hoàn thể. Nếu mà cái loãng nang nó được phóng ra rồi thì phần còn lại nó sẽ chuyển thành hoàn thể, và chính hoàn thể này nó sẽ sản xuất ra cái học môn đó là progesterone. Thì khi mà những học môn như là testosterone, estrogen, progesterone được bài tiết ra nhiều á, thì nó sẽ quay lại feedback điều hòa ngược âm tính, ức chế vùng dưới đồi để không sản xuất ra các học môn kích hoạt việc bài tiết ra chính nó nữa. Thì đây là cái nhìn tổng quan về các học môn của tuyến sinh dục nam nữ, và cụ thể từng học môn như thế nào và quá trình bài tiết ra làm sao, quá trình điều hòa bài tiết như thế nào, thì cô xin được giới thiệu trong các slide tiếp theo. Thì ở đây cũng là một cái sơ đồ về việc điều hòa về cái quá trình bài tiết của học môn sinh dục nam và nữ. Thì các bạn xem thêm cái này thôi, cái sơ đồ hồi nãy dễ hiểu hơn. Rồi, thì đầu tiên thì mình sẽ tìm hiểu về các học môn sinh dục nam. Thì cái phần mà hệ sinh dục nam mô tả cái thành phần cấu trúc thì có lẽ giải phẫu đã hướng dẫn rồi. Thì cô cũng không có giới thiệu tập trung vào phần này nữa. Thì mình chỉ nói sơ qua thôi ha. Cô lấy ví dụ nha. Thì đây chính là ống sinh tinh. Ở đây ha, những cái phần nhỏ nhỏ ở trong đây nè. Thì cả cái phần này là tinh hoàn, ở trong này nó có nhiều cái ống sinh tinh. Thì mình cắt ngang ống sinh tinh ra, thì ở đây là những tế bào Sertoli, đây là những tế bào Leydig, còn ở đây là lòng ống sinh tinh, nơi dự trữ của các tinh trùng trưởng thành. Thì những cái tiên tinh trùng hay là những tiên tinh trùng nguyên sinh đó thì nó nằm sát vách của ống sinh tinh này, càng trưởng thành thì nó sẽ càng đi vô trong đây. Rồi, thì các học môn sinh dục nam thì bao gồm đó là testosterone. Thì testosterone đó là do tế bào Leydig tiết ra, và như cô đã nói rồi thì
nó có vai trò là làm tinh trùng trưởng thành, và thứ hai là gây ra các tính chất thứ phát của phái nam, ví dụ như là giọng nói trầm, vai u thịt bắp hay là có nhiều râu chẳng hạn. Rồi thứ hai nó cũng có vai trò là thành lập tinh trùng, thì cũng giống như là làm tinh trùng trưởng thành á. Thì các bạn coi cái sơ đồ này giúp cô ha. Thì ở đây cái trục hoành đó là tuổi, còn cái trục tinh đó là nồng độ testosterone. Thì cái gestation đó là giai đoạn trong bào thai, thì testosterone được bài tiết ra trong giai đoạn này để hình thành nên cái cơ quan sinh dục nam ở trẻ trẻ nam á. Rồi ở giai đoạn sơ sinh thì cái nồng độ nó cũng tương đương với lại giai đoạn trong bào thai. Thời niên thiếu là từ 1 đến khoảng 12 tuổi á, thì nồng độ nó xuống thấp. Tuy nhiên đến giai đoạn mà dậy thì á, thì nó lên cao ha. Còn cái giai đoạn mà sau 20 tuổi thì nó bắt đầu sụt giảm, nhưng mà cũng không đáng kể ha. Rồi thì các loại học môn sinh dục nam thì người ta hay gọi cái chữ chung chung đó là androgen á, còn học môn sinh dục nữ thì mình có thể có cái dùng có cái từ đó là estrogen ha. Thì ở đây á, là mình có là androgen thiên nhiên, có nghĩa là ở trong cơ thể người nam tiết ra. Còn thứ hai là androgen tổng hợp, là do con người cho mình tổng hợp thành. Thì androgen thiên nhiên thì gồm có là testosterone do tinh hoàn tiết ra, mà cơ tế bào chính để tiết ra testosterone đó chính là tế bào Leydig ha, là chiếm đến 95%, còn lại là khoảng 5% đó là do vỏ thượng thận tiết ra, hay là buồng trứng hay là nhau thai cũng có tiết ra. Rồi thứ hai đó là 5-dihydro testosterone, người ta viết tắt bằng chữ DHT. Rồi thì ở trong tuyến tiền liệt hay là túi tinh hay là màu tinh hay là da thì testosterone thì sẽ được chuyển thành DHT bởi 5-alpha-reductase, và DHT là androgen chính ở trong các tế bào này và nó có tác dụng làm mạnh hơn testosterone. Rồi thì cô xin được qua cái phần là điều hòa bài tiết học môn sinh dục nam nha. Thì ở slide trước cô cũng có nói sơ qua rồi á, thì ở slide này thì cô sẽ nói kỹ hơn. Vùng dưới đồi nó sẽ tiết ra cái chất đó là GnRH ha. Mình không quan tâm đến chất CRH nha, vì CRH nó liên quan tới chuyện tiết ra ACTH và ảnh hưởng đến vỏ thượng thận mà mình đã nói ở video trước rồi. Thì vùng dưới đồi tiết ra GnRH, và GnRH tác động lên tuyến yên trước thì nó sẽ sản xuất ra LH và FSH. Thì cô nói về LH trước nha. LH thì nó sẽ gắn với cái receptor trên tế bào Leydig. Thấy ha, tế bào đây là Leydig nè. Và nó sẽ sản xuất ra là estrogen. Người ta để cái chữ O2 ở đây đó chính là estradiol á. Và cái chất chính mình quan tâm đây ha, đó chính là testosterone. Testosterone đi vào ở trong máu và sẽ được chuyên chở bởi SHBG. SHBG là viết tắt của chữ sex hormone binding globulin á, một cái protein chuyên chở nó ở trong máu thôi, chứ không có gì. Rồi và testosterone nó sẽ đến đâu ha, đến đây là tế ống sinh tinh, và nó đi vô ống sinh tinh và nó sẽ gắn kết với cái chất đó là ABP, là androgen binding protein á, và phức hợp này nó sẽ đi vào trong
lòng ống sinh tinh, và sau đó nó sẽ liên quan đến quá trình là giúp cho tinh trùng trưởng thành. Rồi, thì khi mà nồng độ testosterone và estrogen do tế bào Leydig được tiết ra nhiều á, thì nó sẽ quay lại điều hòa ngược âm tính, nó sẽ ức chế vùng dưới đồi và tuyến yên trước để không sản xuất ra GnRH hoặc là không sản xuất ra LH hoặc là FSH nữa. Đây là quá trình điều hòa ngược âm tính mà mình hay nói ha. Rồi, về cơ chế tác dụng của hormone sinh dục nam thì ở slide trước cô cũng có nói rồi á, thì testosterone biến thành dihydro testosterone ở tuyến tiền liệt, mào tinh và túi tinh. Rồi thì đây chính là cái androgen chính ha, cho cái tác dụng mạnh hơn testosterone. Thì dihydro testosterone sẽ kết hợp với receptor, thì mình thấy ở đây nha, testosterone được chuyên chở trong máu dưới cái protein là SHBG, và khi mà đi vào trong cái tế bào đít ở đây á thì nó sẽ chịu tác động của cái enzyme là 5-alpha reductase, nó sẽ chuyển thành dihydrotestosterone. Rồi sau đó cái chất này nó sẽ gắn với lại cái receptor tương ứng, đó là androgen receptor, và cả phức hợp này sẽ đi vào trong nhân. Tuy nhiên nó phải tồn tại là ở dạng dimer, là hai cái phức hợp này gắn kết với nhau á, là thì nó sẽ được phosphorin hóa và nó sẽ gắn vào các cofactor ở trên ADN và giải phóng một số gen ở trên đây, và nó sẽ khởi động quá trình tăng trưởng biệt hóa tổng hợp các loại enzyme và protein chức năng khác để cho ra các đáp ứng. Như vậy thì nói tóm lại, hormone sinh dục nam có receptor nội bào và liên quan đến điều hòa hoạt động gen. Rồi, về tác dụng sinh lý, vai trò của hormone sinh dục nam, đó là tác dụng androgen. Thì mình nhớ androgen thì liên quan đến hormone sinh dục nam nhé. Thứ nhất, làm phát triển cơ quan sinh dục như túi tinh, mào tinh, tuyến tiền liệt, bìu. Thì cái này nó ở trong giai đoạn là bào thai. Do đó nếu mà trong giai đoạn bào thai mà testosterone không được bài tiết ra thì sẽ không thể phát triển được cơ quan sinh dục ở các bé trai được. Thứ hai là mọc nhiều lông trên cơ thể, vân vân vân. Những cái này thì chắc các bạn biết rồi, thì cô cũng không có trình bày lại nữa nhé. Rồi, thì trong một số trường hợp mà mình cần phải có cái sự chỉ định cho một số đối tượng bệnh nhân, cho cả nam lẫn nữ. Ví dụ như là đối với lại nam á, là một số trường hợp bị suy sinh dục nam thì mình sẽ dùng hoặc là kích thích tăng trưởng ở những người mà thiếu. Thứ ba đó là trị loãng xương, rồi sử dụng cho nữ có thể là bệnh lạc màng trong tử cung, vân vân. Rồi, tác dụng phụ thì các bạn ha, xem mà trên phụ nữ là nam hóa hay là trên nam giới là vú to, giảm tinh trùng, vân vân. Thì cái này mình xem thêm nha. Rồi, về chống chỉ định là phụ nữ có thai, ung thư tuyến tiền liệt, vân vân. Rồi, thì cô đã trình bày xong thì phần học môn sinh dục nam. Thì bây giờ cô sẽ chuyển sang phần học môn sinh dục nữ. Thì đây là cấu tạo của cơ quan sinh dục nữ, thì mình xem qua thôi ha, bởi vì mình có học ở môn giải phẫu rồi, thì cô không có tập trung vào phần này nữa nha. Rồi, thì mình muốn
hiểu được là quá trình bài tiết cơ học môn sinh dục nữ như thế nào, có sự tham gia của các học môn nào khác trong việc điều hòa bài tiết, thì mình phải hiểu về chu kỳ kinh nguyệt. Thì bây giờ cô xin được trình bày về chu kỳ kinh nguyệt ha. Thì một chu kỳ kinh nguyệt á, thì nó sẽ kéo dài từ 21 cho đến 35 ngày. Nó có thể thay đổi trong một khoảng thời gian như vậy, nhưng mà trung bình thì người ta lấy là 28 ngày. Vậy đó, cái sơ đồ này thì mình sẽ lấy là 28 ngày nha. Và nó chia làm hai pha, hay còn gọi là hai giai đoạn. Đó là giai đoạn nang noãn, và thứ hai đó là giai đoạn hoàn thể. Thì giai đoạn nang noãn thì nó có thể kéo dài từ 7 cho đến 21 ngày, và trung bình thì mình lấy là 14 ngày. Còn giai đoạn hoàn thể thì nó là 14 ngày. Còn nếu như mà cái giai đoạn hoàn thể này mà nó ngắn hơn khoảng 8-9 ngày thì nó có vấn đề, nó là một cái bệnh lý. Rồi, thì mình bắt đầu là từ ngày thứ nhất ha. Ngày thứ nhất đó là nó sẽ được đánh dấu bằng sự hành kinh cuối giai đoạn trước á, thì nó sẽ là đầu giai đoạn sau ha, là ngày thứ nhất thì bắt đầu là bằng sự hành kinh ha. Như vậy thì cuối chu kỳ trước đầu chu kỳ sau á, thì có sự sụt giảm estrogen và progesterone, và do đó nó sẽ làm tăng tiết LH và FSH lên. Như vậy thì cái quá trình bài tiết học môn sinh dục nữ nó sẽ theo chu kỳ kinh nguyệt, một chu kỳ 28 ngày như vậy, thì nó sẽ bài tiết theo chu kỳ, nó sẽ tăng lên và hạ xuống, tăng lên hạ xuống như vậy. Thì cuối chu kỳ trước thì có sự sụt giảm estrogen và progesterone, và khi có sự sụt giảm nghiêm trọng như vậy thì nó sẽ làm tăng tiết LH và FSH lên theo đúng cơ chế điều hòa ngược âm tính ha. Thì đây ha, cái hình ảnh cho mình thấy rằng là cái ngày số 1 nè là menstruation, đó chính là sự hành kinh á, là sự chảy máu đúng không, đó là sụt giảm nghiêm trọng nồng độ estrogen và progesterone, và làm cho bong tróc cái lớp niêm mạc ở tử cung, to các mạch máu ở đây lại, thiếu máu nuôi cho nên các lớp niêm mạc này bị thoái hóa, bị chết ha, và nó sẽ bong tróc và dẫn đến sự chảy máu. Và như vậy thì nó sẽ kích hoạt sự tăng bài tiết của LH và FSH. Thì mình nhìn cái sơ đồ ở đây ha, thì cái đường màu vàng là LH và đường màu đỏ là FSH, nó bắt đầu tăng lên ha. Và khi mà LH và FSH tăng lên thì nó sẽ ảnh hưởng lên cái noãn nang ở đây. Ví dụ ha, khi mà FSH tăng lên thì nó sẽ làm cho các noãn nang ở đây trưởng thành. Như vậy thì trong một cái chu kỳ kinh nguyệt á, thì trước đó thì có khoảng 20 cái nó noãn nang, có khoảng 20 cái noãn nang ha. Thì cái noãn nang này nè, nó sẽ tiết ra estrogen. Thì mình nhìn thấy cái đường màu tím ở đây ha, cái đường màu tím ở đây đó. Thì khi FSH tăng bài tiết, khi FSH tăng bài tiết thì nó sẽ kích hoạt lên cái noãn nang và làm cho cái noãn nang trưởng thành, và noãn nang sẽ tiết ra estrogen, và estrogen nó cứ tăng dần như vậy. Thì có khoảng 20 noãn nang như vậy, thì trong đó có một nang, có một cái noãn nang phát triển vượt bậc hơn hẳn, và người ta gọi đó là nang đề ga. Và cái nang này nó sẽ làm cho cái nồng độ
estrogen được bài tiết lên tới đỉnh ha, nó làm cho lượng bài tiết estrogen lên tăng lên rất là cao. Và cái nang này á, nó sẽ được phóng ra cái noãn khi nào? À, khi có đỉnh tiết LH, có nghĩa là khi mà LH được bài tiết ra ở mức cao nhất thì lúc này mới có sự phóng noãn ra khỏi cái nang này, và người ta gọi đó là sự rụng trứng. Và cái sơ đồ đầu tiên á, cái slide đầu tiên đại cương về học môn sinh dục nam nữ á, thì cô giới thiệu cho các anh chị, thì các anh chị phải nhớ cái những cái vai trò tổng quát trước, thì ở đây cô diễn giải kỹ hơn thì mình sẽ dễ nắm bắt hơn. Rồi, như vậy thì có cái sự phóng noãn và dựa vào cái đỉnh LH này ha. Và mình lưu ý ha, nhiệt độ của cơ thể lúc này sẽ tăng nhẹ lên khoảng 0.5 độ, bắt đầu từ cái giai đoạn là phóng noãn trở về sau, từ ngày 14 cho đến ngày 28 là nhiệt độ cơ thể cũng sẽ tăng nhẹ khoảng là 0.5 độ. Rồi, sau khi mà cái noãn được phóng thích ra thì sẽ chuyển sang giai đoạn thứ hai, đó là giai đoạn hoàn thể. Cái phần còn lại của cái lớp vỏ nang này, nó sẽ biến thành hoàn thể, và hoàn thể này sẽ tiết ra cái học môn, đó chính là học môn progesterone. Và mình nhìn thấy cái sơ đồ ở đây ha, cái nồng độ progesterone thì nó sẽ tăng cao vượt bậc luôn. Đây ha, nồng độ progesterone nó sẽ tăng cao do hoàn thể này bài tiết ra, còn nồng độ estrogen thì nó bắt đầu giảm xuống. Rồi, thì trong cái giai đoạn hoàn thể này nè, thì nó sẽ giúp cho cái niêm mạc tử cung bắt đầu dày lên, các mạch máu tăng sinh, mạch máu phát triển. Để làm gì? Để đón trứng sau khi thụ tinh với tinh trùng đến làm tổ ở đây. Bởi vì nó phóng đoạn ra rồi mà. Như vậy tinh trùng mà gặp trứng ở đây thì nó sẽ thụ tinh và sẽ đến bám vào cái lớp niêm mạc tử cung ở đây. Tuy nhiên nếu như mà không có quá trình thụ tinh thì cái lớp niêm mạc cổ tử cung ở đây nó sẽ bị thoái hóa, các mạch máu nó bắt đầu co lại và nó sẽ bong tróc ra và xuất hiện sự chảy máu, dẫn đến là cuối quá trình và bắt đầu bằng cái sự chảy máu là bắt đầu ở một cái chu kỳ tiếp theo. Rồi, như vậy thì cô đã mô tả xong về chu kỳ kinh nguyệt, thì nó hơi phức tạp nên các bạn có thể xem kỹ hoặc là nghe lại ha. Rồi, thì ở slide này thì cô muốn tập trung rõ hơn về quá trình điều hòa bài tiết hay là cái mối liên hệ giữa các loại học môn tham gia vào chu kỳ kinh nguyệt ha. Thì vùng dưới đồi sản xuất ra GnRH, kích hoạt ra tuyến yên sản xuất ra FSH và LH. FSH và LH thì kích hoạt lên cái này nè. Cái này nó gồm có nhiều cái noãn nang á, có 20 cái noãn nang đó ha. Và nó sẽ giúp cho cái noãn nang này sản xuất ra cái estrogen. Và mình lưu ý ha, cái noãn nang này có thể sản xuất ra androgen á, như mà mình trình bày ở phần học môn sinh dục nam á. Và chính cái androgen này dưới tác dụng của cái enzyme là aromata thì nó sẽ chuyển thành estrogen nè. Rồi, và cái noãn nang này nó có vai trò là bài tiết ra estrogen. Rồi, đây chính là cái giai đoạn đầu của chu kỳ kinh nguyệt nha. Rồi, đến giai đoạn tiếp theo cũng là giai đoạn noãn nang luôn, nhưng mà ở giai đoạn giữa của noãn nang á, thì lúc này
vẫn là vùng dưới đồi tiết ra GnRH kích hoạt nên lên tuyến yên sản xuất ra FSH và LH cũng kích hoạt lên cái noãn nang. Tuy nhiên cái nang này gọi là nang đều ga, cái nang lớn nhất trong số tất cả các noãn nang, và nó sẽ làm cho nồng độ estrogen được bài tiết ra một cách nhiều nhất, cộng với lại cái đỉnh tiết LH thì tí xíu nữa mình sẽ qua cái hình tiếp theo mình sẽ thấy, và cái estrogen được bài tiết ra nhiều thì sẽ quay lại feedback ức chế ngược quá trình bài tiết ra FSH và LH. Rồi đến giai đoạn sau đó là giai đoạn muộn của giai đoạn noãn nang. Giai đoạn này á thì mình thấy nè, ở ngày thứ 14 thì LH được bài tiết ra rất là nhiều. Nó gọi là đỉnh tiết của LH á, và nó sẽ giúp cho cái nang đề ga này phóng thích ra cái noãn, và người ta gọi đây chính là sự rụng trứng. Và đến giai đoạn cuối cùng là giai đoạn hoàng thể thì estrogen và progesterone được bài tiết ra, thì nó sẽ quay lại ức chế bài tiết nên cái GnRH, và sẽ ức chế tuyến yên bài tiết ra FSH và LH. À, cái slide này á, thì cô sẽ thống kê một số cái học môn, cái estrogen tự nhiên và cái estrogen tổng hợp ha.